tiểu sử Kim So Eun Kim So Eun, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1989, là một nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc. Cô đã tham gia các phim truyền hình như Thái hậu Che On Chu và Bản tình ca buồn và trở nên nổi tiếng với vai Ga Eo trong phim Boy Over Flower. Kim So Eun theo học tại Đại học Trung An chuyên ngành sân khấu điện ảnh cùng với Choi U Hữu. Go Adra và Kim bo Mani Kim So Eun lần đầu bước vào nghề diễn viên là vào năm 2004 với vai phụ. Trong phim điện ảnh Tu Gai khi cô mới là học sinh cấp 2. Kể từ đó cô góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Fly, Daddy. Fly và The Show Must Go On nhưng được biết đến nhiều hơn cả qua các phim truyền hình. Vai diễn đáng chú ý nhất của Kim So Eun là Chu Ga Ơ Âu. Người yêu của nhân vật soi y dung vai của Kim Boom trong phim truyền hình Ăn Khách Boy Over Flower. Năm 2009, năm 2009 cô tham gai vai chính trong He Hukan Can Mary. Ngoài ra cô còn tham gia đóng vai chính trong các clip ca nhạc của Saini N8X và là người mẫu quảng cáo cho sản phẩm Clean and Clear và Pocari Sweat. Năm 2009, cô được chọn làm đại sứ cho năm TH Career International Youth Film Festival.